bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà pháp không nội chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà chân như chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà tám giải thoát chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng tám tháng xứ chín định thứ đại, mười biến sứ cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương đường không có số lượng không gì sánh bằng Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà mười địa Bồ Tát chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà năm loại mắt chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà mười lực phật chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Pháp không quên mất, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tánh luôn luôn xả, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà quả dự lưu chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Quả nhất lai bất hoàn A La Hán cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà quả vị độc giác chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.